Nhanh nhanh Khánh ơi. Cả Khánh đâu? Cả Khánh ơi. Nhanh nhanh. Khánh này nó bị bêm không? Nó bị lừa không? Nó bị lừa kìa mà. Văn mới nè anh em ơi. Rồi văn mới nha. Tiếp tục. Ô không chọn never à? Không được chọn never à? Khánh ơi, không chọn never không?
này thầy không? Ôi, nói chậm tay hơn thầy. Ôi, vui vui đấy hả? Hai thằng cùng nhanh tay hả? Chết rồi, chết rồi. Chẳng qua. Ui trời ơi. Thầy cắt cắt nó nhưng mà không được không? Thắng rồi. Loại thầy thua đó anh em ạ. Giờ thầy thắng rồi không? Thầy vỗ tay liền không? Vỗ tay ấm ấm lên chứ không? Thôi để thầy tắt nhạc đi anh em ạ. Chơi game nó phải nghe game không? Chết rồi. Thí sinh tiếp theo chào Uyên Uyển Nhi nhá. Đấu trường La Mã phải thế chứ không? Phải có nhạc không? Thí sinh tiếp theo ai đây? Không biết nữa. À, lại là Duy à? À, thầy đã nhanh tay hơn nó không? Chơi lại phải nhanh tay không? Có ra quyết định được hay không? Được bởi phát chém được không? À, nó lại, nó trượt. Nó không ra quyết định nhanh, nhanh hay sớm không? Nó à, tèo ngoài không? Ui trời ơi. Ôi nào sao lại lắm. Ui ôi thầy tưởng nó quay lại nó chém thầy nhưng không phải không. Ấy mọi người thấy không, thầy phải căn nó định chém thầy cái là thầy phải quất nó liền đó chẳng không. Thôi chỗ này phải... nó không chạy đâu được không, phải căng lão để xem là cái pha nào này căn để chém không. Thí sinh tiếp theo. Đây à, đi đâu ấy. Ôi cái thằng vừa rồi chém thầy là chuẩn bị vào lại nhá. Sao lại chui vào góc này? Chui góc thì đi đâu. Ôi thầy cho ra ngoài đấy, bình thường mà có gì đâu. Thế là không ổn rồi, có vẻ như thầy hơi nhát hay sao nhỉ. Cứ chạy về góc ấy. Cái pha thì ra tay rồi. Vào lại nhá. Cái pha vừa rồi không tính đâu. Thầy phải cái pha level 36 là thầy chưa dùng hết kỹ năng đâu không? Chẳng qua là tự nhiên lúc ý là vào là bấm nhầm tay đó. Ông
nhầm. Ờ thầy luôn. Luis không biết thầy kiểu gì ấy, tại tự nhiên thầy vào thầy nhìn 36 kiểu phấn khởi hay gì ấy không? Tự nhiên bấm phụt một phát à. Đấy. Không hiểu kiểu gì à. Ôi trời ơi, nó chém thầy kì cơ. Mày chấm nhầm mày mà là chú vào góc á thì à. Xin đâu cười cơ. Thầy làm coi lại à. Vào lại đấy. Thầy đợi mày ấy không? Vào lại đấy. Đâu rồi? Thằng thung lung rồi. À, khả năng run quá. Trình xuống không? Thằng ấy đâu rồi? Vào lại đấy. Thằng không tên rồi. Từ từ bình tĩnh nhau. Lột ván chơi mini á. Giờ kinh nãy nó không muốn này đâu không? Nó đây. Hay không đánh à? Hình như là Nhi không đánh hay sao ấy. Nhi giả vờ à? Nhi gọi lên tiếng à? Nhi định mặc váy múa thầy xem không? Nhi ơi! Như mặc váy múa để xem trong game không có máy, không có váy không? Phải Nhi không nhỉ? Chương trình tiếp theo Khiêm. Nhi lên tiếng Nhi ơi. Nhi chả nói gì nhỉ? Chán nhỉ? Hahahaha.